Dư Văn Minh đầu hàng vô điều kiện, cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc dinh độc lập. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Liên khúc Sài Gòn bất lượt toàn cho vui cũng đã khép lại chương trình nhịp điệu tuyệt vương chào mừng kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 138 năm ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Thay mặt ban tổ chức chương trình, xin chân thành cảm ơn quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị khách quý, quý cô giáo, quý bậc phụ huynh đã bỏ cuộc thời gian để tham dự chương trình hôm nay. Đặc biệt xin cảm ơn lực lượng công an thị trấn Phú Lộc, hội rể trường mầm non Hoa Anh Đào đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh trật tự để đêm liên hoan văn nghệ thành công tốt đẹp. Thay mặt cho những người làm chương trình, xin mến chúc toàn thể quý vị lãnh đạo, quý vị mạnh khỏe, an lành và hạnh phúc. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.